Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cửa biển Ba Hòn để mà quay cho các bạn cùng xem tình hình thời tiết ở ngoài này ha. Để cho mọi người thấy được những cái cơn sóng mà nó đã qua cái trường lớp rồi nè các bạn. Đó, hiện tại thì thời tiết ở đây thì cũng hơi xấu. Bởi vì bà con ngư dân màu có đi ra biển thì mình nên chú ý và cẩn thận ha. Đầu tiên ở trên màn hình mọi người thì có một chiếc ghe nhỏ, hiện tại thì mới vừa lọt ra ngoài cửa biển này các bạn. Và đã bị mấy anh sóng nhỏ anh đang vùi dập đây. Đó, đó liêu ghiêu rồi đó. Rồi. Gió hiện tại ở đây thì nó tầm khoảng là lớp 7, lớp 8 ha. Và sóng thì đâu đó thì nó cũng nằm tầm khoảng là lớp 5 các bạn, chứ nó chưa có ra trường. Trời ơi, khi mà ở trên này mà trời bão này kia nọ thì những cái cơn sóng mà nó ra trường và nó ra ngời rồi các bạn. Nó quánh còn kinh khủng khiếp nữa. Ôi ôi, quá đi biển mà gặp cái cảnh này phải nói là ớn ăn thì các bạn ơi. Kìa các bạn coi kìa, ôi ôi cái lượng nãy mạnh quá mạnh luôn. Thì với cái thời tiết như thế này thì chắc mọi người sẽ thắc mắc là tại sao mà anh không nghỉ đi mà lại mà đi ra biển như thế này. Thì nhiều khi các bạn là chờ mà biển động á thì nó ngược lại thì nó mới có cá nhiều, bởi vì là nó ngặt nghèo ở chỗ đó đó các bạn. Bây giờ bắt buộc là mình phải đi ra biển dưới cái thời tiết xấu luôn ha, để mà kiếm cơm các bạn ơi, hổ lộn kiếm cá tại vì ngoài biển không có cơm đó. Ôi ôi nó nhảy kìa, ôi ôi ếch ra. Hôm nay thì ở đây thì mình đang ngồi kế máy biển thì mọi người cũng nghe được âm thanh sóng đánh rồi đó, cũng tương đối là mạnh các bạn. Đây bây giờ thì ở trong bờ thêm một chiếc nhỏ chạy ra đây các bạn. Ất ra anh đang phi ra như ngựa luôn kìa. Ôi ôi, quýnh một cái muốn chán dám ra ngoài luôn các bạn. À, anh này chạy nhanh dữ lắm rồi các bạn ơi. Mấy anh này chắc anh làm nghề nú quá. Một ghe như thế này thì tầm là hai người đàn ông các bạn đó. Tại vì sóng gió là không có cho phụ nữ đi theo ha, đi theo nguy hiểm dữ lắm các bạn ơi. Ôi ôi lắc kìa, nhảy kìa, quýnh cái muốn đột biến luôn vậy kìa, lắc rồi nhảy giãn xương sống luôn các bạn. Ôi ôi quá rồi. Hôm nay thì cái thời tiết không có gọi là quá xấu, nhưng mà các bạn thấy không, những cái chiếc ghe nhỏ đi ra thì cũng rất là cực khổ ha, gian nan dữ lắm các bạn. Đỡ có cái là những cái chiếc ghe dùng biển á thì người ta thiết kế cái quán để mà nó đi nhảy sóng á, bởi vì là nước không có tràn vô trong bon. Chứ nếu mà ghe dùng sông của mình mà đi ra ngoài biển thì không thể nào mà chịu nổi được các bạn. Nó không có phù hợp với cái nội dung, cái địa hình. Ôi ôi, nó lắc mà nó vừa nhảy mà nó vừa lắc qua lắc lại nữa. Bây giờ thì anh chạy nới tới đằng kia kìa, hiện tại thì anh đang chạy sóng ngang luôn đó các bạn. Ồ, đằng đây chứ vô lãi ra nữa nè. Ôi ơi, ít ta. Anh kia muốn bay lên trên trời luôn vậy, quýnh một cái. Quýnh một cái muốn đầu thai luôn các bạn ơi. Quá dữ mà anh vô lại biển này chạy quá trời ơi. Anh gặp sóng là anh bay lên luôn các bạn, giống như là giáng lướt vậy đó.
nó nè, chơi tàu lượn siêu tốc nè, hết là rồi rồi đắt kìa đó. Cảm giác mạnh đó các bạn. Quá mấy chiếc vỏ lãi đi ra biển nguy hiểm quá các bạn ơi. Coi kìa, không có thấy được cái vỏ lãi luôn, còn thấy được cái cục máy không à. Bây giờ thì phía trên màn hình của tất cả mọi người thì một chiếc xà lan siêu mini đang chuẩn bị ra biển ha. Trời ơi, chiếc này chở dầu các bạn ơi, chắc chở đi ra ngoài ra biển ngoài quá. Đây, khi xà lan mini ra biển nè mọi người, cùng xem nè ha. Nó không có nhảy sóng giống như là ra biển các bạn, mà nó chẻ sóng. Nếu mà sóng lớn quá thì chịu không nổi luôn á. Ủa mà sao nó đua ra chiếc ghe biển nhỏ nữa kìa. Chiếc ghe giờ giống như chiếc ghe mô hình vậy ta, đi có hai anh nè các bạn. Ngồi đá kìa. Chắc xuống biển luôn quá, ngồi dưới tư thế này căng dữ lắm nha các bạn. Còn bên đây cái chiếc xà lan nó nhảy kìa các bạn ơi. Mấy anh này hình như là ghe đò chở khách đi ra ngoài cái phía ra biển đó các bạn. Tại vì mấy anh ra biển đi vô nó trong này thì nó hơi cạn chứ anh đậu anh em ngoài kia rồi đậu chỗ này đi đò ra ha. Quá đi đò chỗ này mình cũng không dám đi luôn các bạn ơi. Trời ơi đò kìa. Còn cái chiếc xà lan ở bên đây nè các bạn coi, chiếc xà lan nó nhảy nè. Ôi ôi, lượng nào lượng nấy kìa. Quánh cái muốn bỏ nghề luôn vậy các bạn. Với tình hình thời tiết này thì mình nghe đâu đó thì ít bữa nữa là thời tiết nó sẽ xấu hơn các bạn ơi. Thì mọi người nào mà có đi ra biển thì mình cẩn thận ha. Sống rồi, bây giờ thì thời tiết nãy giờ lúc mà mình mới đầu video mình quay á thì thời tiết nó cũng còn đỡ đỡ các bạn, nhưng mà hiện tại bây giờ thì sóng nó đã lớn dần lên rồi ha. Mình nghĩ là từ đây tới chiều thì nó sẽ là càng mạnh hơn nữa đó các bạn. Trời ơi, khá thấy mồi gấp đường luôn. Quay trở lại với cái chiếc xà lan hồi nãy cho người cùng xem nè. Đó, bây giờ anh chạy đi ra phía kia là xa dữ lắm rồi ha, mà phía kia càng xa thì nó càng sóng mạnh các bạn. Đó, người cầm dòm xem ở trên màn hình kìa, bây giờ là dầu trộn nước luôn rồi, nước trộn dầu luôn rồi.
quá quánh rồi các bạn ơi. Nó dẹt dẹt qua hai bên má rồi. Thì các bạn thấy không, xà lan này khi mà đi ra biển này nó sẽ dở hơn là ra biển rất là nhiều ha. Tại vì nó nhảy sóng không có tốt các bạn. Nó là mình thẳng. Thiết kế mỗi lái khác nhau. Bây giờ là đi ra biển này nó rất là khó. Hết trà. Mà chiếc xà lan này cũng nhỏ đó các bạn ơi, chứ không có phải là bự lắm nữa. Cái hướng mà hiện tại thì xà lan đang chạy ra ngoài hướng ngoài đó là hòn heo, hòn ngợi ngoài đó đó các bạn. Đây còn giờ quay lại trở lại cái chiếc ghe biển cho người cùng xem nè. Anh cũng đã đi ra tới ngoài xa nè các bạn. Còn phía bên đây thì có một ông anh, ổng lèo quá lèo rồi. Ổng chạy vô lãi trời nè. Chở cái đồng mốt gì về phía trước nữa, không biết hồi còn không nữa đây. Hình như là chở mấy cái con dòm mấy vậy ta. Mấy con dòm hay là mấy cái con sò gì xa quá, chứ hiện tại là bị chá nắng mình không thấy rõ các bạn. Thêm một chiếc ghe, ghe này ghe lưới hay ghe cào chiếc à, ghe cào chiếc cái bạn mới vừa ra nữa nè. Quá khứ ra biển tuy là hơi động nhưng mà ảnh chạy ra biển nhiều dữ lắm, nhiều luôn nha các bạn. Nãy giờ thì đâu đó trên màn hình mọi người được cũng tầm khoảng là 5 chiếc rồi. Ở bên cái ghe biển đó các bạn, mọi người nào mà thấy mà ghe biển mà sơn cái cabin mà màu vàng như thế này á, thì cái kích thước chiều dài của cái chiếc ghe này á là từ là 14m9 trở xuống. Còn mấy chiếc nào mà sơn cabin màu xám là từ 15m trở lên. Cái đó là bên lực đăng kiểm ở bên ghe biển ha. Bởi vì là giống như là phân dùng ra nha các bạn. Ghe kích thước nhỏ thì đánh gần bờ, còn ghe kích thước lớn thì đánh xa bờ. Không có bị lộn xộn. Còn ghe này thì là ghe cạo chiếc, thì mọi người nào mà cành biển thì mọi người dầm ghe cũng biết rồi ha. Còn mấy anh em nào mà ở trên miền xa thì không gành đó thì ghe cạo chiếc có nghĩa là một mình lên là buông miệng cào ra luôn. Còn cào đôi thì phải cào phải tới 2 chiếc lận các bạn. Quá trời cái chiếc này hồi nãy nè các bạn đi ra đi 2 vài ba nè ha. Bây giờ thì hiện tại đang đi vô trong bờ nè. Hồi nãy anh chạy ra anh rước ai các bạn ơi. Rồi bây giờ đi về ha, 4 người trên một chiếc xuồng có chiếc thiếu chiếc đẹo nè. Trời ơi, đứng trên mặt nước luôn. Đúng là mấy anh biển gan thiệt các bạn. Đang chạy sóng xuôi vô bởi vì thì nó cũng hơi đỡ một tí xíu ha. Chứ nếu mà đi sóng ngược thì chắc mềm mình á. Đó, đi ghe đồ nó mạo hiểm luôn kìa. Đây, phía đằng này là một cái chiếc xà lan chở khách, hình như là đi Hòn Ngại nè các bạn. Đúng rồi, chiếc Thành Trung đi Hòn Ngại. Bữa hảo là mình có đi á. Chiếc này là đặt cái máy là Hino 8 các bạn. Đây ra Hòn Ngại thì giá 80 ngàn ha. Ôi, với thời tiết này mà đi ra Hòn cũng căng ghê các bạn ơi.
là lão bá sao chạy sát bờ dữ vậy, chở khăm bẹp luôn các bạn ơi, sát bờ sống dữ lắm nha các bạn. Đi ra nó nớ ngoài kia thì mình còn trông sống được, còn sát bờ là cái lượng mà nó chuẩn bị mà tiếp tác á, nó mạnh ghê gớm lắm. Ôi lắc lư rồi, lắc lư rồi, lão bá chở cái gì không biết nữa, chở như là đang chở cá hay là chở cái cá phăng gì nè. Kè coi kè, sóng vô trong con hết trơn luôn quá. Cái này đi quen các bạn ơi, chứ nếu mà không quen không biết đường chạy chịu không nổi đâu ha. Của các bạn bây giờ là đang có một chiếc xà lan Phú Thành hiện tại đang ra biển nè các bạn. Wow, với thời tiết mà hiện tại như thế này mà anh vẫn còn ra biển được luôn các bạn ơi. Chiếc này thì sẽ đi về bên Phú Quốc ha. Anh chuyên vận chuyển những cái vật liệu xây dựng để mà đi qua bên đảo Phú Quốc để mà mình xây dựng công trình ở bên bển đó các bạn. Đang chạy ra với tốc độ rất là chậm nè các bạn coi nè, mấy anh em mà xà lan đi biển thì lúc nào cũng luôn có cái quầy ba chắn sóng thứ hai nằm ngay chỗ cái mình mẹ đây, và ở bên trong thì hàm hàng được đẩy kính bạc hết trơn luôn các bạn, để mà mình hạn chế sóng gió nó nước này kia nọ nó ập vô trong cái bon tàu ha. Với lại tiếng này nói chung là đi xà lan đi ra biển là cũng căng lắm các bạn ơi, tại vì gió hiện tại thì thổi nhiều lắm, với cái tốc độ là đâu đó thì nó cũng gần 30 km/h ha, còn nếu mà gió giật thì nó lên đến là tầm khoảng là 45 km/h các bạn. Mà cái xà lan thì nó không có thiết kế giống như là cái ghe biển được nè các bạn coi, nó chạy đừ nó không nhảy sóng luôn á, tại vì bao nhiêu sóng nó đều nhặn hết luôn các bạn chứ nó không có nhảy ha. Anh xà lan Phú Thành này thì chuyên đi Phú Quốc nhiều chiếc lắm các bạn ơi, Phú Thành như đâu đó cũng cỡ vài chục chiếc à, mười mấy hai chục chiếc vậy đó. Bây giờ thì tiếp theo một anh ghe nhỏ ra nữa đây các bạn ơi, chiếc xà lan kia thì hiện tại vẫn đang lù lù đi ra phía biển ha. Ôi ôi kìa, sóng kìa. Đó. Đó. Ôi ôi. Mấy chiếc ghe nhỏ nhỏ mà đi ra biển giờ mà sóng đánh. Thấy tội nghiệp luôn các bạn ơi. Hôm nay anh đi biển của mình nên tài. Nếu mà mấy anh em mà hay là các bạn nào mà đi biển mà có đi chơi đi du lịch rồi đó mà không có biết lộn, không gì trời, có bị say sóng rồi này kia nọ, mình đi ở mình đứng ở phía sau đuôi ha, phía sau lái các bạn, đừng có đi ra phía trước mũi, tại vì đi ra phía trước mũi nó nhảy sóng mình ói ẻ ổ lộn ói nhức đầu dữ lắm, còn mình ở phía sau lái thì nó vững hơn, nó không có nhảy sóng nhiều, mình đi mình không có bị nhức đầu các bạn. Đây chiếc xà lan kia hiện tại đang bò tới lết tới đó rồi đó, vẫn bình thường ha.
Thôi ôi anh lắc kìa, anh lắc kìa. Rồi thì thôi thì chắc có lẽ là cái video của mình cũng xin tạm dừng tại đây các bạn ơi. Thì hôm nào đó thì mình có dịp đi ngang đây mình sẽ quay lại đến cho tất cả mọi người cùng xem nữa ha. Hôm nay thì tình hình thời tiết ở đây thì nó cũng nằm ở cái mức là trung bình. Bởi vì là bà con ngư dân có đi ra biển thì nên chú ý và cẩn thận ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn các bạn ở clip sau nha.